Em xin chào các anh chị đang xem kênh Hoa Lan Hoàng Châu nha. Thì cái clip trước thì em hướng dẫn mấy anh chị trồng mấy cái vũ nữ, cái bót dầu, cái dầu lớn như nè. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục làm cái clip mà nhân giống cái vũ nữ, nhân giống từ thân dài nè. Thân dài là coi như tưởng nó bỏ đi rồi nhưng mà mình nhân giống được nha. Thì cái clip hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách nhân giống từ cái thân già đó. Thân già là thân này nè, và cách cắt cây trên thân vũ nữ xuống để nhân giống qua chậu mới. Trên thân nó như vậy nè, khi mà cái cây nó ra rễ ra đủ sức như vậy nè, chậu mình nó lùm, mình tỉa bớt mình trồng vụ em cắt cây này nha. Chị cắt cái cây trên thân mẹ nó xuống vậy nè, cắt vết cắt kìm cho bén, cắt cho cấn cho đẹp nha. Cắt cái nữa cho chị anh chị coi nha. Dùng đây đi. Nó khi mà cái cây nó nhảy như vậy thì mình cắt ngang đây thôi, sát cái cuốn để kìm vô là rồi. Thứ nhất là cắt một bụi từ thân mẹ về đem ra nhân giống nè. Cách thứ hai là mình cắt thân già từ thân mẹ. Cách thứ hai là anh chị thấy những cái thân già này không, nó không có lên nữa. Đây là ngay mình cắt thân già ra nè. Anh chị cắt thân già ra thì đem nhân giống cũng được. Mình lấy tay mình xé ra cũng được nè. Xé những cái thân già thì thân già rễ hư hết rồi. Mình cắt thì vết cắt nó đẹp hơn, nó không có bị xước. Mình tỉa mới rễ mình bỏ nè. Thì sau khi anh chị mà cắt nó khỏi thân mẹ, anh chị để nơi khô ráo thoáng mát từng lễ cho em. Đừng có tưới nước nữa nha. Tại vì khi mình mới tách chiếc thì nó mình tưới nước là mấy vết thương nó dễ nhiễm phấn lắm á. Nhiễm phấn là anh thúi á. Nhiễm phấn là anh thúi như vậy là xong luôn á. Thì em thì em nhân giống vậy đó. Thì cũng có những cái thân mà nó mầm gốc hai bên nó hư hết rồi, nó ra bông rồi nên nó không còn mắt ngủ nữa thì không lên, thì nó sẽ để thời gian thì thúi vậy thôi. Thì mấy cái đó mình bỏ đi. Còn cái nào mà lên mầm như vậy thì mình lấy mầm trồng. Mình để trên kệ vàng lưới vậy thôi. Hoặc mình để trên bỏ vô chậu lan thì cũng được nè. Nó lấy thân già, nó cắt thân già, nó lựa cái thân già nào mà cho bự á, cho nụ cho bự như vậy nè thì nó lên cái mầm nó khỏe. Còn những cái thân mà nó nhỏ như vậy thì lên mầm yếu. Còn chị để từng lễ cho nó khô đi, hoặc là bôi keo liền sẹo cho nó khô đi, từng lễ sau đi, đừng có tưới nước gì hết nha. Mới đem ra bỏ vô cái chậu này trồng nè, nó mình để vô chậu như nè, bỏ vô chậu luôn vậy nè. Nếu mình bỏ thời gian thì nó lên mầm gốc. Hoặc là mình đem cái kiếm cái chỗ nào trong vườn mình, chỗ nào mà nắng nhiều để lên vậy luôn, khỏi bỏ chậu để luôn, chờ khi nào mới lên mầm gốc thì mới đem trồng. Trồng thì anh chị có thể bỏ trực tiếp vô cái chậu luôn, để im vậy đó, để vô chậu vậy từ từ nó rễ sẽ bám xuống. Hoặc là anh chị trồng vô chậu bót, bót chậu mô này nè, chị đem bỏ nó vô chậu vậy thôi, bỏ cho nó miếng bột dừa vậy nè, xong bỏ cái cây nằm lên vậy, rồi cứ chăm tưới phân thuốc bình thường theo chế độ cây con. Chế độ cây con thì cái clip cách trồng lan vũ nữ cực đơn giản cho người mới bắt đầu á, anh chị xem lại clip đó nha, em có hướng dẫn đầy đủ phân thuốc trong clip đó. Clip này chỉ anh chị hướng dẫn cho anh chị cánh nhân giống thôi, nếu mình cứ để vậy mình sẽ một là anh chị trồng cái chậu nhỏ cho bót vậy cũng được, của anh chị trồng vô cái chậu giỏ thông này nè, nếu mà mình để lên nó sẽ lên cái gốc này, cũng từ thân già tách ra nó lên nè. Rồi sau khi anh chị trồng 2-3 tháng thì nó sẽ lên được vậy, xịt phân thuốc cho nó bình thường thì nó sẽ lên như vậy, khi nào nó xanh mướt nó lùm rồi.
lùm tràn chậu rồi thì anh chị trồng qua chậu bự như vậy. Clip mà trồng vô chậu gỡ thông vô chậu bự như vậy em có hướng dẫn cái clip trước đó. Anh chị xem lại nha. Bây giờ em hướng dẫn anh chị trồng cái cây này vô chậu này nha. Trồng này người clip trước cũng hướng dẫn rồi á. Bây giờ làm lại lần nữa chị coi luôn. Bẻ cái cây ti cho nó vậy. Để vô tìm kẹp cho kính vô. Cái gì vậy? Chị gắn móc rồi cho nó như vậy đi. Bỏ cái thông bự dưới đây. Bỏ cái thông nhỏ trên. Để cái cây này mình vô chị không? Cột cố định cho nó đừng lúc lắc là được. Trồng hai cây này vô trong chậu luôn. Mình trồng vô chậu này thôi rồi mình bỏ phân tăng chậm cho nó thôi, giống như mấy cái clip trước em làm á. Anh chị trồng xong rồi để cho nó khô ráo khoảng tuần lễ đi, đừng có tưới nước gì hết nha. Rồi bắt đầu phun P1 kích rễ cho nó rồi đem ra vàng treo bình thường thôi. Thì hôm nay em làm xong cái clip hướng dẫn các anh chị cách nhân giống lan nhũ nữ này, thì chủ đề sau của em sẽ ngưng cái chủ đề lan nhũ nữ lại. Em sẽ qua chủ đề mới là hướng dẫn trồng chăm sóc và nhân giống lan cắt lê da nè. Cắt lê da bờ rác nữ vàng mũi bim gì cũng là họ cắt lê da luôn á. Anh chị xem video thấy em hướng dẫn hay hữu ích thì nhớ cho em một lượt đăng ký kênh nha, ủng hộ tinh thần của em để em ra nhiều clip mới hay hơn. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video nha. Bye bye.